Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 2023. Chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Học đến tập 256. Quý vị nhớ, người niệm Phật mà không được vãng sanh là do tín nguyện chúng ta có vấn đề. Nhớ nghe. Tại vì Tổ sư Thiện Đạo nói rằng là vạn người niệm Phật, vạn người vãng sanh, là nói vào cái chỗ là tín nguyện kiên cố. Mình đã tín nguyện với câu Phật hiệu kiên cố rồi, dù có nghe ai nói huyền diệu gì chúng ta cũng không dao động tâm. Mình luôn luôn giữ tín nguyện niệm Phật kiên cố nhất, không có một chút gì dao động. Dù ai như thế nào mình cũng không dao động. Dù ai tu nhiều chục năm niệm Phật, mắc làm sao, bị cái gì chúng ta cũng không cần dao động đến. Nhớ. Chỉ cần bạn là người tín nguyện niệm Phật thì chắc chắn bạn sẽ vãng sanh. Đây là tổ sư đưa lên cho mỗi người chúng ta để gầy dựng rồi. Tổ sư nói rằng người niệm Phật được vãng sanh hay không là do tín nguyện hay không. Tín là tín có Phật hiệu, nguyện là cầu sanh Cực Lạc. Tín niệm Phật, Phật trước. Nhớ câu tín niệm Phật, Phật trước. Vậy thì những người niệm Phật, những người tu một tịnh độ đều mục tiêu là gì? Cầu sanh Cực Lạc mà. Vậy thì nếu bạn niệm Phật, nguyện sanh Cực Lạc, duy trì cả đời thì chắc chắn thọ mạng đến Phật trước. Chúng ta lại được an vui nữa chứ. Vì sao? Vì mục tiêu mình đã chuẩn rồi, mình không cần nghi ngờ gì hết chứ. Không cần nghi ngờ, nghi ngờ gì hết. Mục tiêu chuẩn rồi. Đúng không? Chỉ cần gầy dựng được mục tiêu chuẩn xác thì thành công. Mỗi người mình gặp được pháp môn tịnh độ, khỏi nói gì cao xa, chỉ cần bạn đi đứng nằm ngồi niệm có Phật hiệu thì tất cả những việc trong cuộc đời bạn nhất định sẽ thành công. Mà niệm có Phật hiệu giết rồi, tự nhiên bạn nhìn thấu nhiều thứ, tự bạn buông xuống. Mà người niệm có Phật hiệu này tín nguyện kiên cố rồi, con người bạn giết rất dễ tính, rất hoan hỷ, rất là vui. Cái nhiều việc trong cuộc đời này tự nhiên bạn sẽ không cần nặng nề đến làm gì. Từ ngay một câu Phật hiệu này giúp mình nhìn thấu rõ ràng. Bạn dùng cách này cách kia để mà giúp mình nhìn thấu cũng không bằng bạn niệm câu Phật hiệu. Thì bạn niệm câu Phật hiệu chân thật đi rồi bạn sẽ tự biết à. Thí dụ như bây giờ chùa đông người vậy, những đức phải lo đủ thứ chuyện. Bởi vì thấy những đức hoan hỷ vui vẻ là từ đâu rồi? Niệm Phật. Không chỉ nhà vì chỉ có vài người, nếu như quý vị là người chân thật niệm Phật thì chắc chắn là mỗi ngày vì thường vui, chắc chắn luôn. Thường vui là chắc chắn. Quý vị nhớ nè, cái người niệm Phật gặp người niệm Phật, vừa gặp một cái là biết người này niệm Phật liền. Người niệm Phật gặp cái người không thích niệm Phật, vừa gặp nhau nói chuyện vài câu, từ khi người kia muốn lắng nghe về pháp niệm Phật quý vị mới nói. Còn người kia giống như họ hiểu biết văn tự rất nhiều, giờ có nói họ cũng không cần phải nghe, thì tức khắc người niệm Phật sẽ không bao giờ nói. Nên cái cảm giác của mình là người tín nguyện niệm Phật đó quý vị, cái giác quan quý vị rất là nhạy bén, không phải đụng đâu quý vị cũng nói đâu. Nghĩa là gặp cái người phải đủ duyên, hợp duyên, rồi muốn nghe quý vị mới nói. Chứ không phải như những người mà không phải tu pháp môn tịnh độ là người ta chỉ cần biết văn tự, đụng đâu là ta nói đó, nói tá lạ âm bình. Còn cái người niệm Phật mình là phải gặp người niệm Phật, gặp người cùng tần số, đủ duyên mà nói. Nếu như quý vị tu tịnh độ mà gầy dựng được tín tâm tín nguyện kiên cố thì chắc chắn rằng
càng niệm Phật càng vui sướng, càng niệm Phật càng tự tại. Mỗi một con người chúng ta quan trọng nhất là cuộc đời mình có sự an vui tự tại. Học Phật pháp phải có sự an vui tự tại. Mà pháp niệm Phật là pháp cho quý vị an vui tự tại nhất, chắc chắn luôn. Vì sao? Nó không có làm quý vị căng thẳng thần kinh gì. Nên cái người niệm Phật mà nói là con niệm sao mà niệm không vô, căng thẳng thần kinh quá là biết người này không biết niệm Phật. Vì niệm Phật như thế nào là biết niệm Phật? Tự nhiên niệm Phật. Dòng tưởng nhiều, dòng tưởng ít, mặc kệ, chúng ta cứ niệm Phật. Niệm vô, niệm không vô gì cũng cứ niệm Phật. Vì sao? Làm được điều này, tín nguyện niệm Phật. Bạn chỉ cần tín nguyện niệm Phật thì niệm vô, không vô gì bạn cũng niệm. Dòng tưởng nhiều, dòng tưởng ít gì bạn cũng niệm, vì bạn biết niệm Phật lợi ích. Bạn đã biết niệm Phật lợi ích thì chắc chắn bạn sẽ niệm Phật. Đúng không? Vì sao có những người người ta bỏ môn tịnh độ? Vì người ta không tín nguyện niệm Phật nên ta bỏ tịnh độ. Người mà tín nguyện niệm Phật làm gì bỏ tịnh độ? Mà cái người mà tín nguyện niệm Phật, quý vị sẽ chắc chắn quý vị sẽ là người rất là trân quý niệm Phật. Dù quý vị không có công phu rõ ràng thờ khóa, nhưng quý vì là người siêng mót niệm Phật. Vì sao? Vì quý vị là người tín nguyện niệm Phật. Nên cái người tín nguyện niệm Phật là mỗi lúc mỗi nơi họ sẽ là người siêng niệm Phật liền. Họ mót liền quý vị à. Họ sẽ thường mót có Phật hiệu. Và từ nơi đó mà khi họ giảng tình độ, họ nói chuyện, họ sẽ nói tỉ mỉ rõ ràng về cái chuyện niệm Phật hết chứ. Tuy họ nói họ không biết gì, nhưng thật sự họ nói rõ ràng cho quý vị nghe về cái việc niệm Phật hết chứ. Còn có những người họ lý luận niệm Phật, quý vị nghe chút căng thẳng thần kinh lắm. Mà nghe giống như mình không có cơ hội, không có phần. Còn cái người tín nguyện niệm Phật, họ nói ra là quý vị thấy mình có phần liền. Thì nhớ là cái người tín nguyện niệm Phật nói là quý vị có phần liền. Còn cái người mà lý luận niệm Phật nói, quý vị thấy quý vị không có phần. Cái người mà lý luận niệm Phật họ nói cao lắm. Còn cái người tín nguyện niệm Phật họ nói rất là dễ. Quý vị đọc cái quyển sách của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, quý vị thấy phải không? Thiện Đạo Đại Sư rồi, quý vị thấy không? Toàn là đi vào tín nguyện niệm Phật. Những công đoạn của các ngài giảng thuyết là đi ra từ tín nguyện niệm Phật, là nguyện thứ 18. Người mà đi ra từ nguyện thứ 18 là đa phần quý vị nghe cái là quý vị thích niệm Phật, quý vị thấy mình có phần liền. Còn cái người lý luận niệm Phật, quý vị nghe có nhiều cái quý vị không có phần. Rất là cao siêu, rất là cao. Dù là pháp niệm Phật, nhưng phải ai giảng cũng quý vị tiếp nhận được đâu quý vị. Có những người giảng mình tiếp nhận không được, vì họ không có niệm Phật mà họ là lý luận niệm Phật. Và họ không nhìn ra được cái căn tính con người bây giờ. Căn tính chúng ta là sao? Nên mỗi một con người mình làm một cái việc gì, mình xem cái sức của mình, mình xem cái năng lực của mình. Chúng ta trong thời mặt pháp này, mình coi lại mình đi quý vị. Đừng có làm gì cao xa làm không được. Nên làm cái việc mà mình làm được và khuyên người được á. Giống như những đức nói với mấy anh em trong chùa, những đức nói rằng bạn có những cái sai không? Có. Bạn có muốn tha thứ cho bạn không? Muốn. Vậy thì bạn nên tha thứ cho bạn, để rồi bạn gài dựng lại, bạn cố gắng. Vậy thì khi có người sai, bạn nên tha thứ cho người ta. Nên tất cả những người đi ra khỏi chùa mình, dù họ đi ra trong mọi hình thức thuận hay nghịch, nhưng khi họ trở lại, chúng ta đều tha thứ. Nhưng khi một người đi ra khỏi chùa, thì có khi những đức nhắc chúng vì cái việc người đó là xong. Chứ không lẽ quý vị khen người đó đi để cho chúng đi theo hả? Nhưng mà khi người đó trở lại, mình đều cho họ cơ hội. Tại vì sao? Vì chúng ta có những cái mình sai, mình muốn tha thứ cho mình để tiếp tục mình tu. Vì thì người ta sai mình nên tha thứ cho người ta, hiểu không? Vì người tín nguyện niệm Phật chỉ cần gầy dựng tín nguyện, mình còn sống trong cuộc đời này là mình còn cơ hội để được giải thoát. Nên các pháp môn tịnh độ đi từ tín nguyện thì rất là dễ tu, rất là tiện tu. Và mọi việc tốt, tốt, tốt. Chỉ cần niệm Phật là tốt nhất. Rõ ràng tín nguyện niệm Phật là như vậy đó quý vị. Quý vị đọc trong quyển sách Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, phải là chúng ta đọc một cái là chúng ta thích niệm Phật liền. Bởi vì thấy rõ ràng mình có phần liền.
Tại vì cái chú trọng của họ là đi thẳng vào tín nguyện niệm Phật. Trong mọi hình thức, chỉ cần nghe được câu Phật hiệu, thấy được câu Phật hiệu, nhìn được tượng Phật, nhìn hình Phật, hay nghe danh hiệu Phật, hay niệm một câu Phật hiệu, có miệng không có tâm mặc kệ, họ đều nêu lên việc lợi ích của mỗi người niệm Phật. Mỗi người niệm Phật là được tốt, được lợi ích liền. Cái duyên chỉ cần nghe qua câu Phật hiệu là lợi ích và tốt. Còn người nào mà tín nguyện niệm Phật thì chắc chắn đời này vãng sanh. Gặp tịnh độ mà tín nguyện kiên cố niệm câu Phật hiệu tới cùng, mà cảm thấy thích niệm câu Phật hiệu và ham câu Phật hiệu, và giống như mình, trong lòng của mình giống tha thiết đối với cái việc mình niệm Phật dữ lắm. Mà người niệm Phật của quý vị nhớ là không phải niệm ra cái gương mặt niệm Phật mà nó kỳ cục đâu. Niệm mà giống như mình gặn, mình nhăn cái mặt mình, mình giống như thấy ghê, không đúng. Người niệm Phật là mình niệm tự nhiên, mình niệm bình thường. Nó mới nói là vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, mặc kệ. Cái người niệm Phật của mình, nếu vì đoạn được vọng tưởng thì điều nó quá tốt. Nhưng mà đa phần vì đâu có đoạn được đâu. Vì thì nhiều ít gì mặc kệ, vì cái tín nguyện niệm Phật là được rồi. Giống như mục tiêu quý vị là về thế giới cực lạc, thì vì cứ niệm Phật là Phật rước. Mục tiêu quý vị là bớt được cơm ăn, thì quý vị cứ là nhắm tới mục tiêu là bớt cơm thôi là được rồi. Đừng có nhìn dòng gió tắm quắc. Mục tiêu quý vị là cây lúa, thì quý vị cứ lo cây lúa đi. Đừng có nhìn ngó người nhổ cỏ. Hiểu không? Cái nghĩa là mình làm mục tiêu là mình chuẩn đến mục tiêu, mình thành công. Nên người tu tịnh độ mà chuyên nhất, quý vị sẽ rất tự tại và rất là an lạc. Quý vị không cần phải suy nghĩ nhiều thứ nữa. Cái đầu óc chúng ta đừng có để cho nó gánh nhiều quá. Quý vị biết những đứa làm bao nhiêu việc mà đầu óc những đứa nó không có gánh. Nên đầu óc những đứa nó mới nhẹ, nó không có nhức đầu. Nhiều người mình quý vị coi một gia đình, một chồng một con, một vợ một con, mấy vị đã nhức đầu rồi. Là do gì sao quý vị làm cho đầu óc quý vị bị gánh vác nặng nề quá. Còn có những người tu cũng bị nhức đầu nặng nề vì pháp tu, vì bị nặng nề đầu óc, suy nghĩ không biết đúng không biết, đúng hay sai, cứ phân vân rồi đi tìm hiểu, đi hỏi đầu này đi hỏi đầu kia. Cái thời gian mà đi hỏi bao nhiêu năm kia, người ta lo người ta niệm Phật là người ta đã biết rõ ràng hết trơn. Vì cái lúc quý vị niệm Phật á, quý vị sẽ biết được cái rõ ràng là nó lợi ích làm sao. Là trong cái lúc niệm Phật quý vị sẽ biết liền. Mà muốn biết nó lợi ích lớn làm sao thì gặp sự cố gì quý vị cũng nên niệm Phật. Như những đức bệnh cũng niệm Phật, dịch bệnh cũng niệm Phật, sự cố cũng niệm Phật, bị sự hụt hẳn gì cũng niệm Phật, bị bỏ rơi cũng niệm Phật, bất cứ việc gì cũng niệm Phật. Như cứ niệm Phật như từng cái nó qua, từng cái nó qua, rồi mọi việc nó đều qua. Cuối cùng như đức mới thấy ra đúng là niệm Phật thù thắng. Rồi mỗi một cái chương trình những đức tổ chức đều từ niệm Phật, rồi giảng từ niệm Phật. Có nhiều người nói rằng ví dụ như những ngày lễ Phật đản rồi này kia, người ta giảng chỉ có một hai đề tài, đó là mùa nào người ta cũng phải giảng gì. Có nhiều vị giảng sư nói rằng là cứ mùa nào cũng giảng gì. Còn quý vị coi, chúng ta tổ chức chương trình Phật đản mấy ngày chúng ta tổ chức, quý vị thấy rõ ràng mười mấy buổi giảng, chúng ta giảng sống động vô cùng luôn. Là từ niệm Phật nó vô cùng sống động. Nó rất là sống động, nó không phải là lý luận một điểm nào lý luận thôi, mà nó là sống động ở trong cái buổi chia sẻ. Nên người ta ngồi nghe mà mình giảng cũng thích thú, mình cũng cảm thấy an lạc đó quý vị. Rất là an lạc, nó tự tại, nó không có bị câu thúc. Nó không bị câu thúc. Còn cái gì mới bị câu thúc là vì không tự tại à. Bị câu thúc là không tự tại. Đó. Mà từ ngay một câu Phật hiệu thì nó phát sinh rất nhiều. Rồi tự nhiên cuộc sống nhân sinh, rồi mình để vào, rồi mình lấy câu Phật hiệu quá giải. Nên cái người niệm Phật mà tín nguyện niệm Phật, vì sẽ biết được niệm Phật lợi ích thì sao liền. Còn cái người đi tìm cái này tìm cái kia tìm cái nọ mà không dụng công niệm Phật, mà không để ý tới chuyện dụng công niệm Phật lợi ích thì sao, thì cái người này không có cảm giác cái câu Phật hiệu. Quý vị muốn cảm giác cái câu Phật hiệu thì quý vị tín nguyện niệm Phật. Như những đức nói với quý vị, gặp sự cố gì cũng niệm Phật, niệm rồi nó qua từng đợt, rồi những đức ở đây bao nhiêu chương trình những đức tổ chức cũng từ niệm Phật, rồi bây giờ cái lớp đạo làm con những đức cũng quy trình từ niệm Phật mà ra mà những đức giảng, rồi bất cứ môn nào cũng từ niệm Phật mà ra mà giảng, rồi mỗi tuần chủ nhật giảng xuyên suốt mà từ niệm Phật mà ra mà giảng, mà từ niệm Phật ra giảng thì giảng hoài, giảng cũng không chán, càng giảng càng vui, càng giảng càng tự tại, mà người nghe cũng thích thú. Cái này là quý vị nhìn thấy rõ ràng luôn, buổi giảng những đức rất là nhiều nhưng mà chúng nghe ai cũng vui, ai cũng thích hết. Thí dụ như đức qua bên chùa mới là các cụ mong như đức nói chuyện, các cụ mừng vô cùng mừng khi gặp những đức, mà những đức nói chuyện các cụ thích lắm.
rồi tất cả các buổi giảng quý vị thấy Phật tử ai cũng thích, thì rõ ràng từ câu Phật hiệu mà giảng thì vô cùng người ta thích luôn. Mà cái câu Phật hiệu này trong nguyện của Phật là có rõ ràng là chờ người hoan hỷ. Quý vị là người tín nguyện niệm Phật chờ người hoan hỷ. Những đức nói 100% luôn, những đức bây giờ đi qua điểm nào các cụ bà mừng bà hoan hỷ, chúng Phật tử ai cũng hoan hỷ. Rõ ràng cái người niệm Phật tín nguyện là chờ người hoan hỷ quý vị. Đó, rồi mình nói chuyện thì ai cũng thích chứ, nó ngộ ghê. Những đức nhìn từ chỗ này, những đức nói đúng là câu Phật hiệu này thù thắng. Đó. Đây là những đức chia sẻ đơn giản nhất cho quý vị nghe đó. Vậy mà nếu mà ai mà tìm lý luận là người ta bỏ cả thời gian 4-5 năm mà người ta bị cứng đầu óc luôn, nặng nề. Còn mình thì được sự an lạc của 4-5 năm. 4-5 năm an lạc đó của mình thì nó tiến lên cái sự tu hành. Đó là mình nhìn thấu nhiều thứ. Nhìn thấu nhiều thứ nữa mình nắm chắc ngay câu Phật hiệu. Nhìn thấu rồi mới nắm chắc câu Phật hiệu. Nên pháp môn tịnh độ gọi là công phu là gì? Công phu là tín nguyện niệm Phật. Công phu là gặp sự cố gì cũng niệm Phật. Tan nhà mất mạng cũng niệm Phật. Sắp chết cũng niệm Phật. Cỡ nào cũng niệm Phật, bệnh đau gì cũng niệm Phật. Dùng câu Phật hiệu để trang trải trong cuộc sống luôn. Dùng câu Phật hiệu này áp dụng trong mỗi lúc mỗi nơi. Giàu nghèo gì cũng niệm Phật, khỏe hay bệnh đau gì cũng niệm Phật. Mỗi trong trường hợp đều niệm Phật. Vậy thì quá thù thắng. Quá thù thắng luôn. Nhưng Đức thấy rằng là người niệm Phật là thấy quá tốt rồi. Quý vị làm cho người ta không niệm Phật, quý vị mới là không tốt. Còn vì làm cho người ta niệm Phật được là quá tốt rồi. Quý vị coi con người ta có thể niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Ai với Đà Phật là điều quá tốt. Mà quý vị làm cho người ta mà không muốn niệm Phật nữa thì không tốt rồi. Đúng không? Nói quý vị coi bây giờ những đức chia sẻ tịnh độ bao nhiêu con người người ta niệm Phật. Người ta nghe cái ta thấy người ta có phần, quý vị coi người ta bình luận rõ ràng là người ta thấy người ta có phần. Nhưng cái người mà đi lý luận cao xa, đi làm chuyện nặng nề thì họ nghe cái họ nói làm gì dễ chứ gì. Tại chính bản thân họ cứ đặt vấn đề là họ khó gì mà còn chưa được cái gì. Sao mà dễ gì? Vì tôi mười mấy năm nay tôi đi tu có khó gì đâu. Tôi làm bao nhiêu chuyện luôn, đụng bao nhiêu chuyện tôi từ niệm Phật mà ra. Thì sự cố cuộc đời giống như mình lên cái đoạn gốc cao vậy đó. Nó sừng. Thì cố gắng đi qua. Đi qua rồi đi xuống nhẹ nhàng. Mà xuống nhẹ nhàng rồi nó chủng thì nó sẽ đến chỗ để đi lên cao. Thì lên cao thì nó nhất định là sừng lại. Nhưng quý vị luôn luôn nhìn cái đoạn sừng nó để quý vị thấy nó khó khăn. Bởi vì không chịu đi từ từ, bởi vì muốn chạy không nên quý vị bỏ cuộc thấy nó khó. Khi quý vị làm một việc gì mà quý vị bỏ cuộc thì thấy nó khó. Còn làm việc gì mà kiên nhẫn mục tiêu mà không bỏ cuộc là nó không có khó. 100% luôn. Bây giờ quý vị đi học nghề đi, quyết tâm học cái nghề thì nó không có khó. Nhưng mà học giữa chừng là bỏ nghề, học nghề khác. Giữa chừng là bỏ nghề, học nghề khác. Quý vị hoảnh nhìn lại vì thấy nghề này quá khó. Còn người ta đã ra nghề rồi. Những đức thấy rõ ràng luôn cái chuyện giảng pháp đó, những đức không có khó. Còn nhiều người bây giờ lên buổi giảng là không phải đơn giản đâu. Lên buổi giảng là rung luôn á. Tại vì sao? Vì quý vị chưa từng kiên nhẫn nên quý vị thấy nó khó. Còn những đức bây giờ một buổi giảng pháp không có khó. Cứ giảng pháp là lên giảng pháp mà không có khó. Vô cùng thoải mái tự tại lên giảng luôn. Giảng pháp mà tự tại là nó đúng. Còn giảng pháp mà lên câu thúc, lo âu, sợ hãi, phải giảng cái gì, sợ người ta chê, sợ giảng sai là không đúng rồi. Vì giảng pháp vậy là không có đúng. Giảng pháp là quý vị giống như quý vị rất tự tại, bước lên là tự nhiên sanh pháp thì đúng rồi. Còn quý vị lo âu sợ hãi là không có đúng. Nên quý vị thấy từ câu Phật hiệu như Đức thấy rõ ràng, từ niệm Phật mà như Đức làm được bao nhiêu chuyện, rồi từ niệm Phật mà như Đức kiên nhẫn thương yêu các cụ già, thấy không? Quý vị thấy có ai nuôi người già nhiều như Đức không? Đi tìm hiểu đi, không có. Dù người ta nói người ta nuôi nhưng mà ai là người gần gũi nuôi? Thì quý vị biết rõ ràng ấy. Cái chuyện nuôi con người không có dễ. Dù nói nuôi nhưng mà người ta đâu có gần gũi đâu. Đâu có gần gũi đâu. Đây là rõ ràng xác thực. Còn đây những đức gần gũi sát nút luôn. Lo lắng từng chút luôn. Những đức xin thưa quý vị nghe chứ. Nói một cái chuyện nấu ăn với các cụ thôi. Những đức điều chỉnh với cái chuyện nấu cái gì, nấu gì, ăn gì, ăn gì. Rồi mua cái gì mua cho cụ ăn. Cái gì từ cái chuyện nhỏ đó cũng sắp xếp luôn. Đồ này chừng nào đi mua. Bữa nào đi mua đồ. Nó tiếp tục là tới mùng 5 tháng 5 này nấu ăn xong, sáng thứ 6 bắt đầu cho mấy cô lên thành phố, bắt đầu đi mua đồ cho các cô. Mua đồ cho ba đạo tràng. Đông người dữ lắm. Mua khăn, mua đồ, mua này mua kia, mua đồ cá nhân cho các cô. Giống như là mấy tháng vậy đó, là tặng cho một loạt tất cả người trong chùa. Mua dữ lắm quý vị. Rất là nhiều tiền. Thì quý vị thấy không? Từ cái chút 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 chị mấy cô mới lại hỏi.
cái gì rồi khăn này nè xài nè, khăn này vệ sinh các cụ là sao nè, rồi sao này đưa những đứa coi qua. Tới cái chuyện mà đồ đạc tất cả cá nhân cuộc sống gì của chúng chùa những đức đều quan tâm hết, hỏi han cái này phù hợp không. Những đức hỏi là mình xài cái này mấy cô thấy thì sao, có cảm giác là nó vừa bụng không được không, hay là giá tiền nó gì mà cái này mình xài nó phù hợp, xài này nó phù hợp. Nghĩa là hỏi từng chút rồi chọn một món thứ gì đó, rồi cứ từ đó về sau cứ gì mà mua. Nên nó đồng loạt, quý vị. Nó không có cái chuyện mà đòi hỏi cái này cách kia cách nọ, không có. Nên chùa mình là nó quy nhất, quý vị à. Nhưng mà mình suy nghĩ cho người ta, chứ không phải là mình cầm đem đồ về xài đi. Mình theo cái ý của mình là cầm về xài đi, mình không có cảm nhận gì người ta xài được hay không, không có cái chuyện đó. Mà những đức còn đi hỏi han coi xài phù hợp không, được chưa, sao đó. Mình phải có một cái tâm gì, mà cái tâm gì nó sanh ra từ đâu? Niệm Phật. Tại câu hay là Phật là vô lượng giác, nên mình giác ngộ nhân sinh, nên mình gần gũi con người, mình lo cho người ta cảm thấy mình mừng. Như hồi trưa này những đức qua bên Bảo Tháp, hồi bước vô đạo tràng Bảo Tháp thì bên đó thì khoảng có 120 người thôi, Bảo Tháp đạo tràng nhỏ. Bây giờ sau này hòa thượng cắt thêm dãy nhà nữa đó, khu vệ sinh này kia, khu bên đó chắc sau này Bảo Tháp cho khoảng hơn 200 người. Thì bị biết rằng là vô cái chỗ ngồi ăn cơm, những đứa cảm giác ấm áp lắm. Tại vì cách thời gian những đứa mới qua Bảo Tháp, thì qua mấy đạo tràng bên kia quá đông, còn Bảo Tháp những đứa ít qua, lâu lâu qua một cái. Vì biết là các cụ quay quần bên cạnh những đứa, chúng quay quần bên cạnh những đứa, các cụ mừng vô cùng. Mà mình đến còn cái là mình cảm giác các cụ nhẹ nhàng. Những đức đến cái là điều là vui à, mua này cho cụ ăn, lo cho các cụ, toàn là giúp cho các cụ bình an. Những đức nói phiên quý vị nên làm điều đó đến với gia đình mình, với đoàn thể của mình đi. Đừng có làm cho người ta phải sợ, đừng làm cho người ta bất an, quý vị à. Có vật hiệu là vô lượng giác mà quý vị đi đâu cũng làm cho người ta sợ và bất an chứ không có đúng. Mình đến mà người ta cảm thấy ta mừng rỡ, người ta yên tâm thì sao á, vậy là đúng rồi đó. Mà cái quý vị an lạc sao quý vị á, tuyệt vời lắm, quá an lạc luôn. Nên đây là cái cảm giác như đức niệm Phật, như đức chia sẻ cho quý vị nghe đó. Đây là xác thực 100%. Những đức là người chuyên nhất niệm một câu Phật hiệu, niệm đến cùng. Những đức gặp bao nhiêu sự việc trong cuộc đời đều là từ niệm Phật mà thoát ra. Rồi bao nhiêu buổi giảng cũng từ niệm Phật. Quý vị coi á, thí dụ như lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày là 16 buổi giảng. 16 buổi giảng từ niệm Phật mà ra. Mà Phật tử người ta thật sự mà nói, người ta rất thích nghe luôn. Rất là thích nghe luôn. Nói những đức rất là biết ơn Phật tử. Quý vị vừa nghe được, quý vị vui, mà quý vị vừa ủng hộ Như Đức luôn. Như Đức rất là biết ơn quý vị. Nhờ hàng Phật tử rèn luyện Những Đức mà Những Đức được như ngày hôm nay. Giảng pháp vô cùng tự tại, giảng pháp vui vẻ, tự tại lắm. Không có bị một cái sự ràng buộc căng thẳng gì, không có làm cho mình bị áp lực gì vì cái giảng pháp. Những Đức cảm ơn quý vị dữ lắm luôn á. Tại vì đã hỗ trợ Như Đức hết mình. Những Đức nói rằng con người chúng ta đến với nhau quý vị, cái quan trọng là mình chơi lâu dài, biết nhau có khi 9-10 năm nay mà dẫn đến với nhau, chung mà chưa bao giờ bỏ nhau. Những đức nói, những đức nhớ cái tấm lòng đó dữ lắm. Thật sự mà nói, cái khi mà mình cơ hàng mà người ta đến với mình bằng cái tâm chân thật, mình nhớ ơn người ta ghê. Mà trong cuộc đời người ít gặp được trường hợp dữ lắm quý vị, ít gặp trường hợp dữ lắm. Khi mà mình cơ hàng có nhiều người ta bỏ rơi mình, người ta bỏ mình, người ta không có ngó ngàng đến mình đâu. Nó nên cái gì mà cái tính những đức mà lúc mà mình khó khăn mà người ta đến mà người ta giúp mình, những đức nhớ ơn người ta lớn lắm, nhớ ơn rất là lớn luôn. Nó quý vị nhớ rằng khi người ta khổ, người ta khó mà mình giúp được mới quý. Còn khi mà người ta thịnh rồi, dù mình có giúp thêm chút nữa đi chăng nữa cũng không quý bằng lúc người ta khổ đâu quý vị à. Nó nên con người đến với con người bằng một cái tấm lòng chân thật, nhiệt tình đến với nhau. Mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc mà mình đến với nhau bằng một tấm lòng rất là chân thật. Những đức nói rằng gặp những người cùng niệm Phật đơn giản, những đức thấy mình cùng tần số là nói chuyện vui ghê. Kẻ nói người nghe, người nói kẻ nghe, thấy vui vô cùng. Còn gặp những cái người cao xa là ngồi nói chuyện thì sao, nó có một cái gì nhớm mong quý vị. Nó cảm giác như mình nó thoát người lên làm sao là biết rồi, không cùng tần số mà. Nó không cùng một khuynh hướng quý vị à. Nên từ nơi đó mà nói chuyện nó không vô. Nó rõ ràng mình mà là người niệm Phật chân thật đơn giản bình dị nghe, gặp nhau nói chuyện bô lô bô la, những đức thích gì, nói chuyện nó vui gì đâu, rất là vui.
Rồi gặp cái người mà cao xa rồi, nói những điều cao xa rồi. Nó, ví dụ như những đức mà ai gặp những đức, cảm ơn những đức là niệm câu Phật hiệu đi. Chứ những đức không có thích nghe mấy cái câu mà giống như nó quá cứ là cao xa đồ, những cái văn tự mà nó bay bổng rồi không. Nó, cái đó là những đức biết là người này không phải chuyên nhất nghe mình giảng, mà người này chắc chắn là nghe nhiều lắm, nên mới cái cách nói chuyện gì. Nên những đức nói mình là người đơn giản bình dị đó quý vị à, mình là người tu mà có gì có cao xa đâu, đơn giản bình dị thôi. Gặp nhau đủ duyên là tay bắt mặt mừng, nói chuyện đơn giản bình dị, vui vẻ gần gũi, nói chuyện tự nhiên giải tỏ cõi lòng, nó thoải mái, nó không có cái gì nặng nề chứ quý vị. Trong cái cuộc đời này cái gì đâu mà tồn tại đâu, dù mình có giàu sang hay nghèo hèn, số phận con người vẫn là nằm chơi mà thôi, là chết thôi. Cái quan trọng là quý vị lúc còn sống bị chọn đi về đâu. Nên mình mỗi ngày niệm Phật là nhớ về Tây Phương Cực Lạc, mình niệm Phật là mục tiêu mình cầu sanh cực lạc. Vậy thì người muốn giảng sanh là làm sao? Là tín nguyện. Mà tín nguyện thì câu Phật hiệu này chân thật mà niệm tới cùng, rồi quyết chí đời này phải giảng sanh cực lạc. Giống như tín nguyện trì danh rồi cầu sanh cực lạc, chứ không có cầu gì, cầu sanh cực lạc thôi. Đã là cầu sanh cực lạc là tương lai mình muốn mình ở thế giới cực lạc. Mà đã là mình muốn mình ở thế giới cực lạc thì chắc chắn rằng là con người mình sống sẽ vui. Nên nó có buồn giận ai người trong cái cuộc đời này chứ. Đủ duyên thì gặp nhau, chơi với nhau, tu hành, nói chuyện thì đó là đủ duyên, còn không đủ duyên thì thôi chuyện ai nấy làm, vô cùng tự tại, buồn giận hẳn chỉ cho nó mệt, đúng không? Vừa bụng vừa lòng nhau thì đến nhau, còn không vừa bụng vừa lòng thì chuyện ai nấy làm. Nó cái khổ nhất là cái người trong cuộc đời này không vừa bụng không vừa lòng mà đi moi móc đi tìm, khổ chi không biết à. Nên những đức nói một câu rằng mình không thích còn nghe làm gì, mình không thích mình nghe gì mình đi soi bói chi cho mình phiền não không, đúng là khổ ghê. Giống như cái tai nó đã dính phân, còn cố tình đưa cái tai lên lỗ mũi ngửi. Quý vị coi lại mình có đúng không? Nó căn tính mình gì đó mà không chịu niệm Phật, nó biết niệm cái gì, tu cái gì. Cái tai bóc phân dính, đã biết nó dính phân rồi, mà còn cố tình đưa vô lỗ mũi ngửi một cái, rồi nhăn mặt. Thấy thảm không? Thì giống như cái người mình không thích vậy. Đã là không thích thì như là phân đi. Mình đã biết nó là phân rồi thì thôi, mình đừng có nghĩ tới nó làm gì, bỏ nó qua một bên đi. Còn mình còn cố tình mình mỗi ngày mình đi nhìn ngó soi bói làm chi, để khổ mình không? Những đức lý luận gì đó quý vị, lý luận gì tin nó thô, nhưng quý vị hãy hiểu sâu sắc một chút đi đó. Nên á, mình là người tu hành có thể làm chủ được mình cái này hay không? Tay dính một miếng phân, dính phân rửa đi rồi xong rửa cho sạch sẽ, chứ đừng có dính phân đi kê lỗ mũi ngửi. Có không? Có người vậy không? Trong cuộc đời có người vậy không? Có đó. Đó, nên soi bói người, không vừa bụng người mà đi tìm kiếm người để chăm chích thì quý vị giống như ngửi phân mỗi ngày. Ngửi phân mỗi ngày khổ lắm, thê thảm. Đó là cái điều chúng ta học tập nên nhận thức, nên rất là an vui, rất là tự tại. Mỗi ngày có niềm vui, có nụ cười, sống cuộc đời mình có ý nghĩa, làm những việc ý nghĩa, thương yêu người già, giúp đỡ người khó khăn, những người nào giúp được mình giúp hết lòng hết dạ. Những đức thấy chắc lay quay, những đức chuẩn bị tổ chức chương trình khiếm thị nữa đó quý vị. Bây giờ đang kiếm tiền ha, để tổ chức chương trình khiếm thị. Tại vì sao? Chắc người ta nhắc những đức nữa rồi đó. Tự nhiên những đức nghĩ đó nè, mấy ngày nay trong lòng cứ nao nao cái việc khiếm thị, là chắc họ nhắc nữa rồi đó. Bây giờ thôi kệ kiếm tiền, chắc mình sắp sửa mình nói kiếm tiền làm cho Phật sẽ kêu người cầm tiền đưa mình, để mình làm trình khiếm thị chứ quý vị, mùa hè cho người khiếm thị nó được nhờ một chút. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử tín nguyện niệm câu Phật hiệu cả đời không thay đổi, chung thị với Phật A Di Đà, khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.